Thưa quý vị, sau 4 ngày đưa vụ án ra xét xử, vụ án chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chiều nay hội đồng xét xử đã cho 29 bị cáo được quyền nói lời sau cùng trước khi nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 14 tháng 9. Đáng chú ý, các bị cáo đều nhận thức rõ tội lỗi, ăn năn hối cải, xin được hưởng lượng khoan hồng. Nói lời sau cùng, hai bị cáo bị tuyên án tử hình Lê Đình Công và Lê Đình Chức mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng khoan hồng để có cơ hội trở về với gia đình, thành công dân tốt, giáo dục con em chấp hành đúng pháp luật. Hai bị cáo mong gia đình ba chiến sĩ hy sinh tha thứ để lương tâm được thanh thản. Cùng nói lời xin lỗi tới gia đình ba chiến sĩ đã hy sinh, các bị cáo còn lại trong phần nói lời sau cùng cho hay quá trình tạm giam đã nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải, xin các luật sư không cần bào chữa thêm nữa. Nhiều bị cáo cũng mong tòa chiếu cố đến nhân thân có bề dày thành tích nhưng cuối đời lại vấp phải sai lầm lớn nên rất hối hận và xin được trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người tốt. Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 15 giờ chiều ngày 14 tháng 9. Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Bị cáo Lê Đình Chức trong phần tự bào chữa đã chắp tay xin lỗi gia đình của ba chiến sĩ hy sinh trong vụ án ở Đồng Tâm. Giơ tay xin tự bào chữa sáng 10 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân Hà Nội, bị cáo Lê Đình Chức, một trong hai người bị Viện Kiểm sát đề nghị tử hình. Nói vẫn luôn thành khẩn khai báo từ giai đoạn điều tra đến lúc ra phiên tòa nên mong hội đồng xét xử xem xét. Bị cáo cúi mặt, chắp tay, nói lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Bị cáo thừa nhận đã đổ xăng xuống hố sâu 4 mét giữa hai nhà nhưng cho rằng không biết ba cảnh sát đang ở đó. Bị cáo mong tòa xem xét toàn diện về hành vi để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Lê Đình Doanh cho biết có nói nghìn câu xin lỗi hay phải chịu mức án nặng nhất cũng không bù đắp được mất mát của gia đình ba chiến sĩ, nên bị cáo mong được hưởng mức án nhẹ hơn hình phạt tù chung thân mà Viện Kiểm sát đề nghị để sớm trở về với gia đình, làm công dân có ích cho xã hội. Tuy nói ra những lời này nhưng đến nay các bị cáo và gia đình chưa khắc phục hậu quả cho gia đình ba bị hại. Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo cơ bản đã thừa nhận về hành vi khiến ba chiến sĩ hy sinh. Quá trình điều tra thực hiện đúng pháp luật từ việc lấy lời khai, thu thập chứng cứ và các tài liệu liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 9. Sau hơn một tháng tái thực hiện giãn cách xã hội, thành phố Đà Nẵng đã chuyển đổi trạng thái nới lỏng các quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Chính phủ, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công viên Biển Đông, sáng ngày 5 tháng 9. Trong sáng ngày hôm nay, nhiều người dân đã tới đây để tập thể dục, đạp xe hoặc đi dọc bờ biển như thế này. Ai cũng tỏ ra phấn khởi bởi quyết định nới lỏng giãn cách của thành phố. Ngay xã cách ly là giống như là đấu giao thừa rồi đó. Mừng, rất mừng lắm. Đây là xe đạp, ra đạp rất là thoải mái, rất là vui. Rất mừng là cho cái phòng chống dịch của Đà Nẵng của chúng ta. Sáng nay đạp xe trở lại thì cũng thấy rất là phấn khởi và rất mong thành phố chúng ta cũng như cả nước sớm chiến thắng đại dịch để cho người dân tiếp tục sinh hoạt lại bình thường và làm ăn phát triển kinh tế cũng như du lịch. Trong khi đó, tại các tuyến phố, nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống cũng đã dần trở lại. Các cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm túc, chỉ bán hàng cho khách mang về và không phục vụ tại chỗ để đảm bảo an toàn. Ngày hôm qua là mình cũng chuẩn bị đầy đủ rau rác đi chợ rồi đó. Là mình phải chuẩn bị đầy đủ để mình bán rồi mình cũng để cho người ta giãn cách xã hội là mình cũng để bàn để dân ra. Dân lại cho người ta mua, người ta cũng yên tâm. Mình bán mình còn yên tâm nữa. Mua cà phê về nhà uống hoặc là đi mua cái này kia nọ để về nhà ăn thì cũng thấy thoải mái. Nới lỏng, giãn cách là tín hiệu vui cho thấy Đà Nẵng đã và đang khống chế được dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều địa phương cũng yêu cầu người dân không lơ là chủ quan, đeo khẩu trang và hạn chế ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thực hiện cơ cấu tập trung vào lĩnh vực ngành nghề chính, có giải pháp điều hành phù hợp để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh xăng dầu. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực của ngành dầu khí và các ngành tài nguyên khoáng sản biển khác, từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa đối với 3 đơn vị là Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR,
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp. Để hỗ trợ doanh nghiệp, từ tháng 4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi để hỗ trợ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó có khả năng hấp thụ vốn còn thấp mà tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm của hệ thống ngân hàng ở mức rất thấp. Điển hình như tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng trưởng tín dụng tại đây chỉ đạt 3,68%, mức rất thấp so với nhiều năm qua. Hầu như hiện nay các ngân hàng đều dư về tiền. Các khoản tiền nhàn rỗi của người dân và doanh nghiệp hiện nay chưa có nhu cầu mở rộng kinh doanh đều đang được gửi tại ngân hàng rất lớn. Và tỷ lệ LDR của các ngân hàng hiện nay đều dưới 80%. Điều này cho thấy thanh khoản rất là dồi dào. Do đó thì cái việc mà các doanh nghiệp chưa tiếp cận vốn thời điểm này có thể là do cái việc mở rộng kinh doanh chưa được các doanh nghiệp để ý tới trong cái thời gian dịch bệnh này. Là tăng trưởng tín dụng thấp. Thì đây tôi cho là khách quan, bởi vì cái khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp nó không lớn. Tức là những doanh nghiệp đó, người nôm na là khách hàng ruột của ngân hàng thương mại, sẵn sàng cho vay như lâu nay, thì họ không có mặn mà. Còn đối với doanh nghiệp mà phải nói rằng là gặp khó khăn, thì phần lớn rơi vào cái tình trạng, nói nôm na là ngân hàng dè chừng phát sinh nợ xấu. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 8, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước. Tăng trưởng tín dụng 8 tháng đạt 3,68%. Đây cũng là mức tăng trưởng tín dụng thấp nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh so với cùng kỳ nhiều năm qua. Ở thời điểm này trong 3 năm gần đây, tín dụng tăng từ 8,5 đến 12,5%. Chính vì thế, hiện Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại vẫn đang nỗ lực để bơm dòng tiền vào nền kinh tế, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất. Chuẩn thì không hạn, nhưng mà sự linh hoạt và hỗ trợ khách hàng, đặc biệt là về những cái thủ tục hồ sơ giấy tờ, thì tinh giản là cái gì, rút gọn là cái gì thì rút gọn tối đa. Chúng tôi cũng đang làm phối hợp với các ngành thương mại để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đó mà không có tài sản đảm bảo khi tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh. Miễn sao là các doanh nghiệp, các ngân hàng dự vốn tạo điều kiện cho ngân hàng quản lý được dòng tiền là có thể gọi là tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng. Để bơm vốn ra thị trường, kích tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo phản ánh qua các sở ngành, quận huyện và hội doanh nghiệp gửi đến. Đến giữa tháng 8, thông qua kênh này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được hơn 700 trường hợp có nhu cầu vay vốn đang gặp khó, từ đó tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng. Thưa quý vị, ngày này 75 năm trước, ngày 10 tháng 9 năm 1945, ngành hải quan Việt Nam được thành lập. Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, ngành hải quan tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hoạt động của ngành, tiến ngang bằng với một số nước tiên tiến trên thế giới. Hướng đến năm 2025, ngành hải quan đặt ra mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, thì công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, bảo vệ lợi ích quốc gia cũng được ngành hải quan đặc biệt chú trọng. Trong những năm qua, Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại đa phương, song phương với nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Điều này giúp thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế, kinh tế nước ta phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa ngành hải quan phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa chống buôn lậu, bảo vệ lợi ích quốc gia. Bảo vệ cái lợi ích chủ quyền quốc gia thể hiện ở cái chức năng nhiệm vụ của lực lượng hải quan, đó là vừa tạo thuận lợi cho thương mại phát triển thông qua các hiệp định song phương và đa phương Việt Nam đã ký kết, đồng thời phải đảm bảo chống buôn lậu gian lận thương mại, đảm bảo vệ cái an ninh quốc gia, cộng đồng, sức khỏe cộng đồng, cũng như là các cái lợi ích về kinh tế, về an ninh, về năng lượng, về lương thực, về là các cái công ước mà Việt Nam đã ký kết và tham gia. Thời gian qua, ngành hải quan phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và quốc tế đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm gian lận xuất xứ Việt Nam và các nước để giành ưu đãi thuế quan. Do đó, giải pháp công nghệ thông tin đã được cơ quan hải quan trang bị để ngăn chặn kịp thời buôn lậu, gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa, truyền tải bất hợp pháp mặt hàng cấm như ngoại tệ và ma túy.
chúng ta phải có trang thiết bị hiện đại tương xứng, ít nhất là bằng hoặc cao hơn các đối tượng buôn lậu, ví dụ các hệ thống máy móc soi, cái máy siêu định, những cái siêu định vị hoặc là những cái máy móc, ví dụ như trang thiết bị kể cả vũ khí để phòng chống lại, khi là chúng ta cái đủ cái vai trò để đảm bảo cái tính mạng cho anh em. Trong cái công tác chống buôn lậu ấy, thì cái khó khăn của anh em là cái cơ sở vật chất, thứ hai nữa là các cái đối tượng manh động, thứ ba nữa là các thủ đoạn của các đối tượng rất là phức tạp. Thì chúng tôi thực hiện thành công được là nhờ có cái bản lĩnh và có cái sự chỉ đạo rất là chặt chẽ từ trên xuống, và đồng thời có cái sự phối kết hợp, đặc biệt là có sự ủng hộ của nhân dân. Trong giai đoạn tiếp theo, ngành hải quan Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực để xây dựng mô hình thông minh trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, số hóa trong quản lý, phù hợp với các cam kết quốc tế và chống buôn lậu, bảo vệ lợi ích quốc gia, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Thưa quý vị, mới đây lô hàng xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 của thép Hòa Phát Dung Quất đã được bốc xếp xuống tàu để lên đường xuất ngoại sang Australia. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu sản phẩm S95 ra nước ngoài, đặc biệt là thị trường Australia, nơi có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đòi hỏi khắt khe về chất lượng. Lô hàng gồm 2.500 tấn S95 thành phẩm made by Hòa Phát được sản xuất từ xỉ hạt lò cao tại khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, đóng theo quy cách bao jumbo. 1,5 tấn trên một bao, đi ghép với tàu hàng chuyên chở xi măng xuất sang Úc. S95 xuất khẩu đảm bảo hàng loạt các tiêu chuẩn TCVN hết sức khắt khe về cường độ nén, tỉ trọng. Đây là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất gang thép theo công nghệ lò cao khép kín. Nhờ được làm lạnh cực nhanh bằng nước áp lực cao, xỉ hạt lò cao là một loại phụ gia khoáng hoạt tính rất tốt cho xi măng, bê tông và đã được sử dụng từ rất lâu trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Sản phẩm xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 góp phần xử lý triệt để chất thải rắn trong quá trình sản xuất thép xanh, vừa bảo vệ môi trường cũng như tạo thêm nguồn thu ổn định cho tập đoàn Hòa Phát. Xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 Hòa Phát có nhiều ưu điểm nổi bật, ứng dụng làm phụ gia khoáng hoạt tính cao cho sản xuất xi măng, bê tông, vữa hoặc làm chất kết dính gia cố nền đất yếu. Với S95, có thể sản xuất được bê tông khối lớn do giảm nhiệt thủy hóa của bê tông, sản xuất được bê tông chịu nhiệt do tăng độ bền nhiệt cho bê tông, sản xuất bê tông bền trong môi trường nước biển, nước mặn và nước lợ, do tăng độ chống thấm của bê tông, ngăn chặn sự xâm thực của clo và sun phát, đáp ứng nhu cầu tăng tuổi thọ cho các công trình trên biển, trên đảo và ven biển. Được biết, với hai khu liên hợp sản xuất gang thép tại Kinh Môn Hải Dương và Dung Quất Quảng Ngãi, Hòa Phát có thể cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 2,6 triệu tấn xỉ hạt lò cao nghiền mịn mỗi năm.